Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Mời tất cả quý vị khán giả cập nhật về tình hình tin tức hôm nay về việc những ngày chơi lễ nhiều nhóm thanh niên hoặc là cũng như nhiều gia đình đi chơi bãi biển. Không may thì trong nhóm thanh niên đó có những người đi tắm biển và không may bị chết đuối. Thì có một chàng trai, anh là một trong những sĩ quan nghiệp vụ ở Đồng Nai, cũng đi tắm biển cùng với gia đình. Thì khi đó gặp một nhóm bị nạn thì anh sẵn sàng cứu giúp. Thì hôm nay Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an đã quyết định thăng hàm cấp bậc cho anh thanh niên này, đó là Thái Ngô Hiếu, 33 tuổi, quê ở Nghệ An, cán bộ phòng cảnh sát, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đồng Nai. Được biết là khoảng 9 giờ sáng ngày 10 tháng 4, nhóm thanh niên đi tắm biển gần bãi biển ở xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu thì bất ngờ bị đuối nước tập thể. Lúc này Trung Quý Hiếu đi cùng gia đình nghỉ lễ tại bãi tắm gần đó, nghe tiếng kêu cứu, chạy tới khu vực đó có người bị nạn rồi lao xuống biển tìm kiếm, trực tiếp đưa 4 nạn nhân lên bờ. Khi phát hiện một số nạn nhân này thì trong tình trạng bất tỉnh, tay chân tím tái, Trung Hiếu đã tiến hành sơ cứu ban đầu, hô hấp nhân tạo cứu sống được các nạn nhân trước khi đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau đó nghe tin còn một nạn nhân dưới biển nữa, anh Hiếu phối hợp lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại Bà Rịa Vũng Tàu đi tìm kiếm. Tuy nhiên một nạn nhân này đã không qua khỏi. Sự việc sau đó được người dân quay lại và đưa những cái video này lên trên mạng, nhận được nhiều lời khen, bình luận, chia sẻ, yêu thích và hành động dũng cảm cứu người của Trung Quý Hiếu. Nhiều người bày tỏ sự khâm phục, tuyên dương hành động đẹp của người chiến sĩ này. Trao đổi với báo Tuổi Trẻ về hành động của mình thì anh Hiếu cho rằng đó là sự rất bình thường, một phần công việc, nhiệm vụ của anh, bên cạnh đó là lương tâm con người, khi thấy người bị nạn thì phải cứu. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, đôi khi trong dịp lễ hoặc là những ngày mà nghỉ hè, thường các nhóm bạn thanh niên hoặc là những bậc phụ huynh mà dẫn con đi cùng thì đâu đó chúng ta thấy là khi ra ngoài biển thì không có ngờ được là sóng vỗ to cuốn trôi đi. Mặc dù trong nhóm bạn có những bạn cũng lại biết bơi, có những bạn lại không biết bơi, nhưng là đi biển thì với ra ngoài xa, bơi ra ngoài xa thì đôi khi sóng vỗ vượt khỏi cái tầm với của mình khi mình quay vào bờ không kịp. Thì trường hợp này xảy ra rất là nhiều trước đây, nhưng những bạn mà đi tắm biển thì đây là những thanh niên, những nhóm đã lớn, nhưng mà khi nước cuốn trôi ập vào là họ không thể nào tránh được. Và trong một nhóm này thì có một bạn đã tử vong. Thật là thương tâm cho gia đình, thật là nỗi đau không thể nào mà diễn tả được khi gia đình cha mẹ biết tin em không qua khỏi. Và anh Hiếu cũng chia sẻ cứu nhanh lắm, chỉ trong vòng 10 phút thôi, chứ nếu lâu nữa là chết hết. Nhóm thanh niên gặp nạn còn khá trẻ, trong đó người lớn nhất là sinh năm 1999, còn lại từ năm 2000-2001. Dù một mình cứu được 4 nạn nhân, song anh Hiếu vẫn khá thất vọng vì có một nạn nhân 23 tuổi quê ở Bến Tre không cứu được. Chàng trai dũng cảm ấy đó là Trung Quý Thái Ngô Hiếu, 33 tuổi, quê ở Nghệ An, cán bộ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Trảng Bom, phòng cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đồng Nai. Anh Hiếu là người đã lao xuống biển cứu được 4 người chết đuối tại bãi biển, còn một người thì không may mắn là không thể cứu được. Anh cũng chia sẻ thêm là không nhanh là nguyên cái nhóm đó đã chết hết. Sự việc xảy ra vào lúc 9 giờ sáng, lúc đó thì anh đang tắm ở bãi biển gần nhóm bạn trẻ khoảng 30 mét. Trước đó anh Hiếu đã thấy là nhóm bạn trẻ có khoảng 9-10 người đứng chụp hình trên bãi biển. Nhưng một lúc sau thì có một thanh niên hốt hoảng chạy lên bờ, đoán đã có chuyện không hay. Với kinh nghiệm đã từng ứng phó nhiều trường hợp xảy ra chết đuối như vậy, thì anh Hiếu nhanh chóng nhảy xuống nước bơi ra phía khu vực của các bạn đang tắm. Đúng như dự đoán là anh Hiếu thấy phía xa có một nhóm đang ôm nhau dập dìu ở dưới nước. Ngay lập tức anh bơi ra chỗ đó, và nhiều người ở đây là bị đuối nặng nhất là đẩy 3 người vào bờ trước, sau đó anh Hiếu quay ra cứu thêm một nạn nhân khác nữa. Cùng lúc này thì 2 công nhân gần đó
cũng lao tới cứu thêm hai nạn nhân khác nữa. Trong thời điểm cứu rất là nhanh, chỉ trong vòng 10 phút thôi, nếu lâu nữa là sẽ chết hết. Lúc đầu mình cứ cứu hơi lâu thì do nhóm đó đông quá, ôm níu nhau, vừa xong là quay ra cứu tiếp người khác. Người sau mình bơi đúng kỹ thuật, bơi ngửa nâng cổ nạn nhân lên, cho hít thở, không khí rồi từ từ bơi vào được. Anh Hiếu chia sẻ, lúc này công việc của anh là chỉ biết cứu hộ, được tập huấn bài bản. Sau nhiều năm làm nghề, anh Hiếu đã tiếp cận hàng trăm vụ việc tham gia vớt nạn nhân ở nơi giếng sâu 40 mét hay ở dưới hồ Trị An, thậm chí có nhiều lần cứu bản thân bị đuối nước, do đó anh luôn nhạy bén với việc cứu người gặp nạn. Cũng khá quen với công việc của chồng mà vợ anh Hiếu hình thành phản xạ cứu người. Lúc đó nhiều người bảo anh Hiếu ơi, từ từ, đừng ra, họ sợ tôi gặp chuyện, bản thân tôi cũng biết cứu, nhưng mà nếu cứu không đúng kỹ thuật thì có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng tình huống lúc đó quá gấp, tôi không nghĩ nhiều, chỉ biết lao xuống biển cứu người. Riêng vợ tôi thì không sợ, còn bảo bố ơi, ngoài kia còn một người nữa kia. Đó là anh Hiếu bộc bạch. Nói về hành động của mình thì anh Hiếu cho rằng là sự việc rất là bình thường, bởi đó là một phần công việc, nhiệm vụ của mình. Bên cạnh đó là lương tâm con người, khi thấy người gặp nạn thì phải cứu. Sau khi những hình ảnh cứu người của anh Hiếu được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, hàng ngàn lượt chia sẻ, bình luận, yêu thích nội dung này. Ngoài những lo lắng trước những nguy kịch tắm biển, không mặc đồ bảo hộ, không biết bơi v.v., rất nhiều người bày tỏ không phục với hành động dũng cảm của anh Hiếu. Thậm chí có nhiều người phong anh Hiếu là anh hùng và đề nghị tặng bằng khen hành động cứu người của anh Hiếu. Sau khi sự việc này được lan tỏa trên cộng đồng mạng, Bộ Công an vừa có quyết định thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ đối với Trung úy Thái Ngô Hiếu, người đã dũng cảm cứu người chết đuối tại biển Vũng Tàu. Hôm nay là ngày 11 tháng 4, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung úy lên Đại úy đối với anh Thái Ngô Hiếu, 33 tuổi, quê ở Nghệ An, cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai kể từ ngày 10 tháng 4. Cục trưởng Cục Tổ chức Cán bộ, Cục Kế hoạch và Tài chánh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và Đại úy Thái Ngô Hiếu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Hành động nhanh trí của anh Hiếu đã giúp một số thanh niên này đã thoát khỏi nạn tử thần. Tuy nhiên còn một người trong đám bạn 9-10 người đó thì không qua khỏi, quê ở Bến Tre, thật sự là đau lòng cho người thân và gia đình. Trong những dịp lễ bạn bè đi chơi, nhưng tắm biển thì chúng ta thấy có bạn biết bơi, có bạn không biết bơi. Nhưng khi mà ra xa biển thì trong nhóm bạn này anh Hiếu chia sẻ là khi mà họ chơi với rồi, người này níu kéo người kia kéo người nọ, cho nên là khó mà tránh được, rồi họ dồn cục với nhau, họ không có tự bơi lên được mà họ kéo như vậy thì làm cho nước á, là dâng lên và đồng thời họ không thoát được. Trong các nhóm bạn đã kéo níu nhau, rất may mắn có anh Hiếu bên cạnh, chứ nếu mà không có anh Hiếu thì trong 9-10 người bạn như thế này thì chưa chắc gì đã thoát được. Thật sự là cái may mắn cho nhóm bạn này là khi bơi cùng anh Hiếu, phải nói là cái điều may mắn mà không thể nào mà chúng ta quên được những giờ phút sinh tử như thế này. Kính thưa quý vị khán giả, đôi khi con em chúng ta, cái việc mà tập bơi cũng là một cái điều mà bảo vệ cho bản thân mình. Khi mà từ nhỏ tập bơi cũng như là đi đâu, hồ bơi hoặc là biển, những cái nơi mà có nước thì biết bơi, đó là một cái lợi thế cho mình. Đôi khi gặp nạn hoặc là những cái gì mà liên quan tới dòng sông, suối, nước thì chính bản thân cũng có thể là đối phó được trong tình huống nguy cấp như thế. Tuy nhiên trong nhóm bạn này đi chơi nhưng mà họ không có mặc đồ bảo hộ và họ tự động đi xuống dưới bãi biển chơi không có người quản lý. Cho nên khi mà đã xảy ra chuyện như vậy thì rất là may mắn khi bơi gần anh Hiếu, và anh Hiếu là một trong những người trung úy đã có kinh nghiệm từng cứu hộ cứu nạn, cho nên anh biết tình trạng xảy ra ở ngoài xa cách anh 30 mét, nhưng anh biết là có chuyện không lành anh mới đến đó, và nhanh như chớp anh đã cứu được một số bạn đã lên bờ và an toàn. Khi đó hô hấp thì người đã tím tái và đã không còn cái bình thường nữa. Nếu như anh Hiếu mà không nhanh trí thì trong cái nhóm này phải nói là không thể nào thoát được.
đó là anh Hiếu anh chia sẻ với báo chí cũng như là trên cộng đồng mạng. Thực tình mà nói, khi chúng ta mà gặp tình huống như vậy, những người mà không biết cái cách hô hấp hoặc là cứu nạn thì cũng là khó mà tránh khỏi. Vì những nạn nhân này lên bờ thì tím tái rồi, không còn cái dấu hiệu mà tỉnh táo nữa. Cho nên cái người mà cứu hộ cứu nạn đó phải biết cái cách hô hấp nhân tạo để cho họ có trở lại cái tình trạng là tỉnh táo hơn. Và anh Hiếu cũng trễ lòng, sau đó nghe tin một nạn nhân dưới biển nữa. Nhưng mà lực lượng cứu hộ cứu nạn công an Bà Rịa Vũng Tàu tìm kiếm, tuy nhiên nạn nhân này cũng không qua khỏi. Xin chia buồn cùng với gia đình của em. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi phần tin tức. Xin kính chúc quý vị khán giả một ngày mới bình an, vui vẻ. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.